Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng phần lý thuyết của cái hiển vi để giải quyết một số ví dụ như sau. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ví dụ số 1. Ví dụ 1, bài toán cho một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự là 1 cm. Còn thị kính có tiêu cự bằng 4 cm. Hai thấu kính cách nhau một khoảng bằng 17 cm. Bài toán yêu cầu là tính độ bội giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy D bằng 25 cm. D ở đây chính là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mặt. Để tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực thì chúng ta nhớ công thức ở trong phần trước chúng ta chỉ ra rồi. Đó là G ở vô cùng thì chính là delta D chia cho F1 nhân với F2. Ở đây D là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt thì bài toán cho chúng ta rồi, D bằng 25 cm. Tiêu cự của hai kính bài toán cũng cho biết rồi. Nếu chúng ta tính được độ dài quang học thì các em sẽ tính được độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực. Trong phần kính hiển vi, chúng ta nhớ là khoảng cách giữa hai kính là luôn không đổi. Hay ta luôn có một điều là A thì luôn bằng F1 cộng với F2 và cộng với delta. Từ đây, các em dễ dàng tính được độ dài quang học là delta bằng nhiêu. Delta sẽ là A trừ bỏ cho F1 cộng F2. Với tổng F1 cộng F2 bằng 5 cm và khoảng cách giữa hai thấu kính là 17. 17 trừ 5, kết quả bằng là 12 cm. Sau khi tìm một độ dài quang học, chúng ta thay lại vào biểu thức này, thì các em sẽ tính được độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực. Vậy suy ra G vô cùng. G vô cùng bằng delta là 12 nhân với D là 25 và chia cho F1 nhân F2 là 1 nhân 4. Đây, 12 giải được cho 4 đi, được 3. 3 nhân với 25 cho là 75. Đây cho các em. Đấy, các em thấy là độ bội giác của cái kính hiển vi này nó to hơn độ bội giác của kính lúp rất nhiều, đúng không nào? Đến đây, chúng ta đã giải quyết xong. Đến đây, chúng ta đã giải quyết xong ví dụ số 1.